thì lần đầu tiên đến đây có sài tiền trong thầy bên nhóm chị màu sắc gửi lời chào trân trọng đến tất cả thành viên chị có mặt tại đây ạ. Vâng, và ngày hôm nay cũng là ngày rất là đặc biệt đối với cô Thảo Sương và tất cả các anh chị em YouTuber cùng các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Thì được sự trợ duyên của các anh YouTuber từ các kênh quen thuộc của chúng ta ha, cũng như là kênh của anh Bình Đen, kênh của anh Cường đúng không anh? Cường Caramel, Ốc Bu Vàng, cùng đặc biệt là gia đình của em Tiên Kiệm Mông Sắc. Thì được sự trợ duyên cô chú anh chị trong nước và ngoài nước đã có sự giúp đỡ cô Thảo Sương cất được một ngày ở nhà rất là khang trang. Thì hôm nay cũng là ngày chúng ta ăn mừng cũng như chúc mừng cho cô Thảo Sương. Thì các anh cũng sẽ nhìn toàn thể bên team chị em Mông Sắc khi chúc cho cô Thảo Sương từ nay có một căn nhà mới, sẽ có một công việc vững vàng và nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài ha. Và cũng không quên kính chúc cho toàn thể quý vị tại nơi đây có một cái tiệc thời vui vẻ dùng ngon miệng và trở về nhà được giàn sự giàn an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài ạ. Và ngay từ ngày này thì xin mời nhân vật chính của chúng ta trong buổi tiệc hôm nay, xin mời cô Thảo Sương sẽ bước lên sân khấu, sẽ có đôi lời tri ân đến tất cả các cô chú anh chị có mặt tại nơi đây, cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ạ. Xin mời cô Thảo Sương ạ. Dạ, một nữa xin mời cô Thảo Sương trở về sân khấu ạ. Mới sạch luôn. Rồi Thảo Sương cũng cảm ơn bà con cô bác trong bên trong bụng tiệc rượu cho bữa Thảo Sương bữa nay. Thì bữa nay là ngày hai tây thì cũng bữa gần của mình đó bà con. Thì Thảo Sương cũng thấy trời mưa trời gió, Thảo Sương cũng buồn lắm. Thì bữa nay thì anh em cũng lên đây cũng đầy đủ, thì Thảo Sương cảm ơn bà con lắm. Cái lòng bà con cũng thương, thương mến Thảo Sương. Thảo Sương cũng chúc cho bà con dễ 100 năm hạnh phúc, con cái để đẹp sự bình an, một học một mỗi mình năm, một năm một lên lớp một lớp. Thảo Sương cảm ơn nhiều. Rồi Thảo Sương cũng cảm ơn mà kênh của Tài Nô. Thì Thảo Sương cũng mời Tài Nô lên đây. Bây giờ Thảo Sương, Tài Nô cũng được một món quà để tặng cho Thảo Sương. Thảo Sương cảm ơn. Rồi chúc mừng Tài Nô vui vẻ. Rồi rồi Thảo Sương cũng cảm ơn. Thì bữa nay được một cái căn nhà, Thảo Sương cũng cảm ơn bà con cô bác, như là chị em ở xa, rằng ở ngoài nước hay là trong nước, thì có giúp đỡ cho Thảo Sương được trong được một ngày này. Thì Thảo Sương cảm ơn bà con cô bác nhiều lắm. Thì Thảo Sương cũng chúc cho bà con ở ngoài nước hay là trong nước để vui vẻ, có xem lại trong mà video trong cái kênh của Cường Cát Bên Ốc Búi Vàng, rồi Tài Nô, rồi Bình An Nguyên Đắc, rồi trong bên cái kênh của chị em Bông Sắc. Thì Thảo Sương cảm ơn nhiều. Thì chỗ nào hay hay là dở, thì có thư xót công chuyện việc làm gì xin bà con cô bác bỏ qua dùm Thảo Sương. Thảo Sương cảm ơn nhiều bà con. Vâng, đây là những lời phát biểu đầy ý nghĩa, đầy cảm xúc của idol Thảo Sương để đến tất cả các cô chú các anh chị em mình thường quân trong nước và ngoài nước ha. Và ngay thời gian này thì sau khi dùng cái thân mật cũng với gia đình của cô Thảo Sương, thì mời tất cả quý vị có mặt tại đây, chúng ta cùng giao lưu một chương trình văn nghệ và mỗi người đăng ký bên trên một ca khúc tình khúc. Người ta thay những lời chúc phúc, chúc tốt đẹp nhất đến với idol Thảo Sương nhé quý vị nhé. Mỹ Nương ơi,